Trước tình trạng một số cơ sở y tế đùn đẩy, từ chối chăm sóc sản phụ mắc COVID-19, ngày 18 tháng 1, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Văn bản nêu rõ, trong năm 2021 với diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19 đã có nhiều phụ nữ mang thai, sản phụ mắc COVID-19, thậm chí nhiều người tử vong. Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai trong bối cảnh dịch bệnh, cũng như ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú. Tuy nhiên, gần đây tại cơ sở y tế của một số tỉnh, thành phố bao gồm cả các cơ sở y tế ngoài công lập có hiện tượng đùn đẩy, từ chối phụ nữ có thai đến khám thai và sinh con nếu có kết quả dương tính với COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có cung cấp dịch vụ khám thai, đỡ đẩy, chăm sóc trẻ sơ sinh và các bộ, ban ngành liên quan đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sản khoa, trẻ sơ sinh an toàn, liên tục, tránh đứt gãy cung ứng dịch vụ. Các cơ sở khám chữa bệnh có cung cấp dịch vụ sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh thực hiện tuân thủ hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 ở phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở y tế. Đảm bảo phân luồng, có khu khám, chăm sóc và điều trị riêng cho phụ nữ mang thai dương tính với COVID-19. Tuyệt đối không đùn đẩy, từ chối khám, chăm sóc cho phụ nữ có thai mắc COVID-19. Trong trường hợp cấp thiết, cần tư vấn rõ ràng, phối hợp chuyển thai phụ tới cơ sở điều trị COVID-19 của địa phương hoặc liên hệ với bệnh viện được Bộ Y tế phân công để được hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật. Các bệnh viện được Bộ phân công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa thành lập, duy trì kíp gồm đầy đủ các chuyên khoa, sản khoa, sơ sinh, gây mê hồi sức để sẵn sàng hỗ trợ cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện tuyến dưới khi cần thiết.